Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 8/2019, qua quan sát các vì sao, cậu bé Abiria đã đưa ra dự đoán khoảng từ 11/2019 đến 4/2020. Thế giới sẽ xảy ra một đại thảm họa. Cậu bé chim tinh Abiria tiên đoán chính xác về dịch virus Vũ Hán. Cậu bé chim tinh Abiria 14 tuổi đến từ Ấn Độ từng đăng một đoạn video ngắn tiên đoán thế giới sẽ có dịch bệnh và thảm họa kéo dài đến cuối tháng 6 năm nay. Điều này hoàn toàn tương đồng với đại dịch virus Vũ Hán đang diễn ra, gây ảnh hưởng tàn khốc đến toàn nhân loại. Bắt đầu từ tháng 8 năm 2019, trước khi dịch virus Vũ Hán bùng phát, thông qua việc quan sát các vì sao, cậu bé Abiria từng đăng tải một đoạn video đưa ra những dự đoán trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 4 năm 2020, thế giới sẽ xảy ra một đại thảm họa. Mặc dù không đề cập trực tiếp đến tên của thảm họa đó, tuy nhiên những tiên đoán của cậu bé hoàn toàn trùng khớp với đại dịch virus Vũ Hán. Trong đó, Trung Quốc sẽ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Cậu bé cũng chia sẻ rằng các quốc gia giàu có sẽ chịu tổn thất rất lớn về mặt kinh tế, và đây là một điềm báo đáng sợ về nguy cơ suy thoái sắp tới. Trong một video khác được đăng tải vào ngày 26 tháng 3, Abiria đã xem xét tình hình COVID-19 toàn cầu và giải thích lý do tại sao việc quan sát các hành tinh thẳng hàng đóng một vai trò trong việc này. Sao Hỏa sẽ liên kết với sao Thổ và sao Mộc, trong khi đó mặt trăng cũng sẽ liên kết với sao La Hầu. Trong chiêm tinh học Ấn Độ giáo, La Hầu là một trong chín thiên thể lớn, cửu diệu. Các nhà chiêm tinh tin rằng hiện tượng nhật thực, nguyệt thực này kết hợp với sự thẳng hàng của các hành tinh lớn như sao Mộc, sao Hỏa và sao Thổ sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến trái đất. Hiện tượng nguyệt thực toàn phần được chụp tại ngôi đền Parthenon 2.500 năm tuổi trên thành Athens của Athens, Hy Lạp, vào ngày 31 tháng 1 năm 2018, sẽ có sự gia tăng các ca nhiễm bệnh COVID-19 từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4. Cậu bé cũng nói thêm đây là phản ánh nghiệp lực của toàn cầu và không nên xem nhẹ. Tuy nhiên, Abiria cũng cho biết đại dịch sẽ bắt đầu giảm dần từ ngày 29 tháng 5, nhưng đồng thời sẽ có một đợt bùng phát dịch bệnh tiếp theo nghiêm trọng hơn xảy ra từ 12/2020 đến 3/2021. Abiria cũng nói rằng để đối phó với nạn đói và dịch bệnh sắp tới trên thế giới, con người cần phải nâng cao hệ miễn dịch cho mình. Các chính phủ nên khuyến khích nông nghiệp trồng trọt hữu cơ và bằng cách dừng ngay việc giết hại sinh vật và làm hại mẹ trái đất dưới bất kỳ hình thức nào, vì sẽ làm tăng thêm nghiệp xấu của chúng ta. Nếu chúng ta không chịu dừng giết hại, chúng ta sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của mẹ trái đất. Cậu cũng thúc giục những người bán thịt hãy từ bỏ nghề nghiệp của mình để làm giảm nghiệp xấu của nhân loại. Cậu bé cũng cho biết đó là giải pháp duy nhất hiện nay và vaccine không phải là một giải pháp tốt cho con người hiện tại, vì một vaccine chỉ kháng được một loại virus mà thôi. Trong khi thiên nhiên có thể tạo ra hàng trăm loại virus nguy hiểm trong một lúc. Được biết, Abhijit Anand là một nhà chiêm tinh trẻ tuổi am hiểu tường tận kinh Vệ Đà và hệ thống y học Hindu truyền thống Ayurveda. Cậu bé từng nhận được nhiều giải thưởng và danh hiệu lớn trong nước. Hiện tại, Abiria đã hoàn thành văn bằng tốt nghiệp sau đại học về vi sinh vật Ayurvedic BGDAM và có lẽ cũng là người trẻ nhất tốt nghiệp văn bằng này trong nước. Cậu bé có thể đọc tài liệu bằng tiếng Canada và tiếng Anh, thậm chí còn đạt điểm 96% trong bài thi tốt nghiệp cuối cùng và hiện đang học năm 2 của khoa chiêm tinh thuộc Đại học Chiêm tinh DVIGU Thị. Ha ha ha. 问什么的说